khoảng 9 giờ 30 trưa ngày 4 tháng 9, một cơ sở chứa vải vụn rộng cả ngàn mét vuông nằm trong cụm các công ty tại số 685 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa rồi cháy lớn thiêu rụi toàn bộ nhà xưởng, rất may không có thiệt hại về người. Thông tin ban đầu, nhiều người phát hiện có khói và lửa phát ra từ trong cơ sở chứa vải vụn rộng cả ngàn mét vuông nằm trong cụm các công ty tại địa chỉ trên nên báo cơ quan chức năng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân điều gần 10 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Do bên trong cơ sở chứa toàn vải vụn nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Khi lực lượng chức năng có mặt, lửa đã bao trùm cả nhà xưởng. Gần 2 giờ sau, đám cháy mới cơ bản được khống chế, dập tắt, không cháy lan sang các nhà xưởng liền kề.